Đây là cái video mà hướng dẫn update lên bản 2 pin cho chiếc M20. Thì các bạn chú ý mình làm nhé. Đây là phiên bản, ví dụ như các bạn đang đi xe là phiên bản 1 pin như này. Thì ở dưới cọc yên này nhé, thì nó sẽ có 4 con ốc ở đây như này. Các bạn tháo 4 con ốc này ra. Đấy. Tháo hết 4 con ốc này ra, chúng ta sẽ nhấc cái yên này xuống nhé. Thì khi mà một bộ cân bằng tải, nó đây, nó sẽ có một bộ cân bằng tải như này. Đấy, đây là IC này và bộ cân bằng tải này. Nếu như mà các bạn đang sử dụng phiên bản 1 pin ấy, thì chúng ta sẽ có một cái dây như này thôi. Đây, như này thôi. Đó. Đây chính là một cái dây này này. Thì các bạn, chính là cái jack pin này, jack pin cũ này. Đấy. Và bây giờ thì chúng ta có một cái jack pin mới nữa, jack pin thứ hai nữa, thì nó sẽ nối liền với cả cái đế đây. Đây chính là cái đế này, nó ăn sang đây bên này. Chính là cái đế để nó giữ cái pin và nó kết nối luôn như này. Thì nếu như ở bản 1 pin ấy thì nó chỉ có IC thôi và một cái kết nối, ví dụ như kết nối như này. Là kết nối này nó sẽ chính là cái của các bạn đi hàng ngày, vẫn như hàng ngày. Đấy. Khi mà các bạn mà cần mở rộng nhá, cái bản này lên ấy, thì chúng ta sẽ cần có một cái đế như này, một bộ cân bằng tải như này và một cục pin như này. Đấy, đây là ba cái linh kiện để các bạn có thể update được lên cái bản 2 pin. Thì cách làm như sau nhá. Chúng ta sẽ rút cái jack này ra. Rút cái jack nguồn của cái quả pin này ra này. Đấy. Đây là jack nguồn của quả pin này. Thì ở đây chính là cái jack của IC. Đấy, jack của IC thì các bạn cũng không cắm nhầm được nhá. Thì các bạn sẽ cắm vào cái đúng theo chuẩn jack của nó như này. Cắm vào đây như này. Rồi. Tiếp đến là chúng ta hai cái jack này chính là hai jack của quả pin. Thì mình sẽ lắp cái đế này vào, chạy dây gọn hết vào trong này và đưa ra một jack pin và một cái jack pin cũ của các bạn. Thì các bạn sẽ lắp thứ tự vào thôi, lắp vào đâu cũng được các bạn nhé. Thì đây là mình đang làm này. Đây là jack của quả pin thứ nhất này. Đấy, các bạn cứ lắp đúng là được. Và đây là jack của quả pin thứ hai. Thì các bạn lắp đúng vào như này. Rồi, thì tiếp theo các bạn xếp gọn lại nhé. Xếp gọn nó lại như này. Đấy, chúng ta để gọn nó lại như này là ok này. Đấy, cái còi này thì các bạn đưa ra phía bên ngoài một chút để cho nó kêu nó to. Đó, khi mà xếp gọn lại được ok như này rồi thì các bạn sẽ lắp lại cái yên này. Thì lắp lại yên này thì chúng ta đưa vào đúng 4 cái lỗ ở trên khung xe này thôi. Thì chúng ta sẽ lắp lại được như cũ. Đó, rất đơn giản đúng không? À, chúng ta cứ lắp vào như này thôi. Đấy, ở trên cái đế này nhá thì nó sẽ có 3 con ốc ở đây. 1 2 3 này. Thì các bạn sẽ điều chỉnh làm sao để nó tầm ở giữa ốc này này. Như này này. Đấy, thì để cho lực nó khỏe. Nhiều bạn mà để ở mãi ở phần bên trong này ấy, thì các bạn xoáy nó rất là khó này. Và nếu như một cái tiếp điểm của pin ấy nó chập thì khi mà bạn xoáy vào nó chập ấy, thì các bạn lưu ý trước khi sử dụng ấy, thì các bạn một là các bạn tắt cái nút nguồn ở cái quả pin này ra này. Đây các bạn nhìn thấy này. Đây có một nút nguồn này. Đấy, như này là đang mật này. Đấy, còn các bạn tắt như này này thì nó sẽ tắt này. Thì để nó không xung điện sang bên này thì để các bạn vặn, các bạn thao tác nó dễ hơn nhá. Thế thì các bạn để ở phần giữa như này, các bạn xoáy chặt lại. Đó. Xoáy chặt lại ốc hãm ở đế thôi. Khi mà mình xoáy chặt rồi nhá thì mình có thể lắp được luôn quả pin thứ hai vào. Đây là quả pin thứ hai. Quả pin thứ hai thì cũng phải cần chìa khóa nhá. Thì chúng ta đưa từ trên xuống dưới thôi. Đấy, khóa lại và khóa như này. Đấy, hiện tại thì quả pin cũ nó đang tắt nguồn này. Đây, bấm nó không lên này các bạn nhé. Thì nếu mà muốn bật lên thì chúng ta bật on lên nhá. Thế còn quả pin phụ đây. Đấy, quả pin nâng cấp thứ hai đây thì nó cũng đã lên rồi này. Nó lên nguồn đấy rồi này. Đấy, thì các bạn bật nguồn đây nhá. Đây là mình đang chạy quả pin thứ hai này. Đấy, thì nó sẽ lên luôn này. Đấy, như vậy là các bạn đã hoàn toàn có thể thay được luôn, update luôn cái một quả pin thứ hai. Đấy, điều quan trọng nhất là các bạn cần phải có bộ cân bằng tải như này. Thì chúng ta sẽ chạy đồng thời hai quả pin cũng được, hoặc là chạy một quả pin cũng được, thì hệ thống nó sẽ tự hiểu và nó sẽ tự cân bằng pin. Nên là các bạn bắt buộc phải có cái này thì mới đấu nối được để nâng cấp lên được bản 2 pin các bạn nhé. Rồi, ok các bạn, và chúc các bạn làm thành công.
Cần gì thì các bạn sẽ liên hệ với cả cái số hotline kỹ thuật bên mình nhé, là 0913054444, 4 số 4 các bạn nhé. Rồi, ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn thành công.